Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụng sự để dẫn đầu. Shop xe đạp thể thao VIP luôn cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm xe đạp chất lượng và phù hợp nhất. Trên thị trường xe đạp hiện tại thì đang rất khan hiếm đồ để ráp xe nên giá bán các sản phẩm xe đạp đồng loạt tăng giá từ tháng 4 năm 2021. Và đặc biệt với những chiếc xe đạp thể thao ở phân khúc cao cấp thì đồ Shimano rất khan hàng và tăng giá chóng mặt. Thậm chí phải đấu giá thì mới có được đồ xe đạp thể thao cao cấp. Và trong bối cảnh đó thì hãng xe đạp Sapa là một hãng tên tuổi, một hãng xe đạp lớn, luôn có những cái bộ chuyển động cao cấp như Shimano Ultira R8000 hay 105 R7000 trang bị cho những chiếc xe đạp đua siêu phẩm đua của hãng Sapa, hay những group đồ Shimano DR M6000 đang được trang bị cho những chiếc xe đạp Sapa địa hình. Và một trong những chiếc xe đạp địa hình cao cấp trên thị trường hiện tại được đông đảo bạn yêu xe lựa chọn săn tìm và mong chờ, đó chính là Savadek. Vâng, xe đạp địa hình Savadek với cấu hình tuyệt đỉnh khung bằng carbon cao cấp mác T800 của nhà máy Tuda Nhật Bản, bộ chuyển động VIP group Shimano DR M6000, phuộc khí ABS cộng siêu chất và đang có 4 màu, đó là màu đen xanh, đen trắng, vàng cổ úa và màu đỏ trắng. Vâng, và với Savadek thì sau một thời gian chờ đợi hết hàng, nay đã lại có trở lại bạn nhé. Hàng đã lại về đủ màu, shop xe đạp thể thao VIP.com đã về đủ màu Savadek. Và anh Dũng ở Đô Lương, Nghệ An đã liên hệ với shop 2 tuần trước. Anh rất thích mẫu xe đạp Savadek này, anh hợp với màu đen trắng, em đặt cho anh nhé. Anh đã chuyển tiền đặt cọc trước cho shop và chờ đợi để sở hữu một em xe đạp địa hình Savadek màu đen trắng sang trọng với kính nám này. Vâng, qua 2 tuần chờ đợi thì hôm nay hàng đã về, Savadek đã về. Tuy là giá xe đã có tăng nhưng shop đã nhận tiền đặt cọc trước nên vẫn chốt giá cũ cho anh Dũng. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản và nhanh chóng như vậy. Bạn chỉ cần có nhu cầu mua xe và mức tài chính dự định, shop sẽ tìm cho bạn được một chiếc xe đạp phù hợp dù bạn ở bất cứ nơi đâu, tỉnh nào, ở thành phố hay nông thôn, ở vùng sâu vùng xa, bạn cũng có thể dễ dàng mua được một chiếc xe đạp tốt của shop một cách rất dễ dàng. Bạn chỉ cần đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Shop có dịch vụ và kỹ thuật hướng dẫn bạn lắp dựng và sử dụng xe một cách trơn tru và dễ dàng nhất. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe và hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop luôn thường trực và sẵn sàng lắng nghe giải đáp mọi thắc mắc của bạn 24/7. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, và đây chính là chiếc Savadek màu đen trắng, shop sẽ kiểm tra và gửi cho anh Dũng ở Đô Lương, Nghệ An. Vâng, như shop chia sẻ, với Savadek thì đang có 4 màu bạn nhé. Đây là chiếc màu đen trắng này, có màu đen xanh, màu đỏ trắng và màu vàng cổ úa. Và bạn muốn xem chi tiết các màu sắc cũng như cấu hình của Savadek thì có thể truy cập trong web xe đạp thể thao VIP.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop đã dựng đầy đủ và có cấu hình chi tiết để bạn xem. Và nhân tiện kiểm tra xe cho anh Dũng ở Đô Lương, Nghệ An thì shop cũng sẽ review sơ bộ để bạn xem luôn. Vâng, chiếc khung của Savadek bằng carbon cực VIP, cực chất luôn bạn nha. Đây bạn có thể thấy là carbon là cao cấp rồi, và chất sơn là chất công nghệ ô tô. Và các đường nét của Savadek thì không thể chê vào đâu được, rất sắc bén đẳng cấp bạn nha, sắc bén đẳng cấp. Cùng với chiếc phuộc khí, và phuộc khí là có chữ I ghi đây bạn nhé, tất cả các phuộc khí đều có chữ I đây. Phuộc khí của hãng Kla, đây là thương hiệu của Italia. Phuộc khí và công nghệ đang sử dụng, công nghệ có phuộc là công nghệ ABS cộng, tức là sẽ chỉnh được nhiều nước giảm xóc khác nhau. Rất hay chỗ đó, rất hay. Phô tăng, tay lái, cọc yên của hãng Kla, thương hiệu của Italia. Cặp vành bánh của hãng Kla, thương hiệu của Italia, cùng cặp lốp của hãng Continental Racing 27.5 × 2.0. Vâng, với cặp lốp và cặp bánh cỡ 27.5 thì chạy xe rất trường, rất trớn luôn bạn nhá, rất bòn, chạy rất lướt. Và như shop chia sẻ thì chiếc Savadek này đang được trang bị group Shimano DR M6000, gồm tay đề số này, tay đề số đây bạn nhá, tay đề số Shimano DR M6000, gạt đĩa Shimano DR M6000 và gạt nít Shimano DR 6000. Và đây là ba cái món quan trọng nhất của bộ chuyển động.
Và cái bộ chuyển động này đang được sản xuất tại Nhật Bản, đang rất khan hiếm tăng giá. Và từ tháng 4 2021 thì không những rất là thiếu đồ mà còn rất thiếu đồ. Chỉ có một số hãng lớn như Shop được biết thông tin thì Sava là một trong 6 hãng xe đạp thể thao lớn trên thế giới được nhà máy Shimano cấp đồ, những cái group đồ cao cấp, và những group đồ cao cấp sản xuất tại Nhật Bản thì càng khan hiếm hơn. Hiện tại trên thị trường chợ trời bán đồ lẻ để lắp xe thì cũng không có, và giá thì tăng lên rất cao. Và cái bộ chuyển động này là 30 tốc độ nha, tức là sẽ điều khiển 3 đĩa và 10 lít bộ đủ đĩa trục rỗng của hãng Sonio Suolo. Và trục rỗng là công nghệ cao cấp nhất hiện nay, nó lợi moment xoắn, tức là khi bạn đạp cái bàn đạp bên này, đạp đùi bên này thì nó sẽ truyền toàn bộ cái lực sang bên này, đó là công nghệ trục rỗng. Vâng, và với khung chiếc Savadex này đang được bảo hành lên tới 60 tháng nên bạn hoàn toàn yên tâm. Đây là chiếc màu đen trắng, chính xác là chiếc màu đen trắng sẽ gửi cho anh Dũng. Và anh Dũng ở Đông Nam Á có đặt một số phụ kiện, Shop cũng sẽ báo cùng với xe để gửi cho anh. Trong cái hộp phụ kiện Shop làm rất đồng bộ ở đây các thông tin từ Shop xe đạp thể thao Vichocom. Vâng, Shop xe đạp thể thao Vichocom đang là Shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, và ngoài ra còn bán đầy đủ các đồ chơi của xe để bạn đến với Shop không những mua được một chiếc xe đạp tốt, một chiếc xe đạp phù hợp, mà còn mua thêm những cái phụ kiện rất là đẹp, rất thời trang, và có rất đa dạng các phụ kiện mà nha. Rất đa dạng như đèn này, có rất là nhiều loại này, túi có nhiều loại, chân trống có nhiều loại, bình nước cũng có nhiều loại và nha. Anh Dũng thì có đặt là chắn bùn rút này, gọng bình nước, túi khung hãng CBR, chân trống bắt trục sau, đèn trước đèn sau, và đèn 7588 này rất là bền, Shop bán rất nhiều rồi. Đèn pin sạc có còi luôn. Và đây là chiếc đèn hậu 216, đèn này thì cũng là đèn pin sạc luôn các bạn nhé. Rất nhiều tính năng, rất hay ạ. Vâng, bạn đang cần tìm mua xe hãy nhấc máy và liên hệ trực tiếp với Shop. Shop có rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, như xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp gấp, rất nhiều luôn bạn nha, không thể kể hết được. Và chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe với mức tài chính dự định, hãy liên hệ trực tiếp với Shop, Shop sẽ tư vấn và tìm cho bạn được một chiếc xe đạp như ý. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.